làng Thái Cổ Mường Đán nằm lọt thỏm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cách trung tâm xã Hành Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An chừng 15 km. Ngôi làng này hiện có gần 200 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Dẫu đã đón hàng ngàn lượt khách du lịch, Mường Đán vẫn giữ vẹn nguyên những nét đặc trưng, độc đáo về văn hóa, phong tục của người Thái Cổ. Đặc biệt, du khách khi tới nơi này còn bị lôi cuốn bởi những mái nhà được lợp mái bằng loại gỗ quý sa mù dầu đã nhuốm màu thời gian. Ngày xưa, người dân Mường Đán sống trong rừng, gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Đường đi lại rất khó khăn, bà con không thể ra ngoài vận chuyển vật liệu về làm nhà nên vào rừng chặt gỗ, dựng nhà sàn. Phát hiện loại gỗ sa mù có nhiều tinh dầu, bền và có mùi thơm nên người dân đã chặt về, chẻ mỏng để lợp nhà thay lá cọ. Loại gỗ sa mù rất bền, có tinh dầu rất thơm, đặc biệt không có mối mọt và có thể xua đuổi côn trùng, ruồi muỗi nên được bà con lựa chọn để lợp mái nhà. Trời nắng, nhiệt độ nóng làm cho các tấm gỗ sa mù trên mái nhà cong vênh, tạo ra những khe hở có gió lùa vào trong nhà rất thoáng mát. Mùa đông mưa lạnh, những tấm gỗ trên mái co khít lại, vừa che mưa, vừa chắn gió lạnh. Người dân Mường Đán cho hay mái nhà lợp từ gỗ sa mù có tuổi đời từ 40 đến 50 năm không hỏng. Nhìn từ xa, những mái nhà sàn lợp từ loại gỗ sa mù quý hiếm của người Thái Cổ ở Mường Đán hiện lên rõ nét trong màu xanh của núi rừng bao la. Đây cũng là điểm nhấn đặc biệt của hàng trăm ngôi nhà sàn ở nơi đây. Với những nét văn hóa đặc trưng, làng Thái Cổ Mường Đán hiện nay đang trở thành điểm du lịch cộng đồng, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh về trải nghiệm.